Có thể nói là nếu như mà nhắc đến làn da trắng thì Huyền nghĩ không có một ai mà không nhắc đến Ngọc Trinh, đúng không ạ? Bởi vì cô ấy nổi tiếng về là có một cái làn da rất là trắng. Nhưng mà chị bất ngờ khi mà chị được xem lại những cái hình ảnh cũ của em ấy, thì chắc chắn là không trắng như bây giờ đúng Dạ không? đúng, chính xác. Đó. Thật sự là khi mà em bước vào showbiz là năm 2005, thì tới khi mà năm 2008 đại 9 gì đó thì em mới bắt đầu cái công nghệ muốn mình da mình trắng lên. Thì bắt đầu việc đầu tiên là em tắm trắng trước và xài kem, rồi cho tới tận bây giờ là sau khoảng gần 3 năm nay là em không có tắm trắng nữa. Em chuyển sang thực phẩm chức năng. Tại vì em cảm nhận là da của mình là làn da mỏng. Nếu như mình cứ tắm trắng hoài á thì nó sẽ không tốt cho da mình. Nên là em đã chuyển sang cái thực phẩm chức năng làm cho da mình trắng lên từ từ bên trong. Thấy làn da mình trắng thì mình sẽ đẹp hơn lúc ngày xưa rất là nhiều. Và nhờ làn da trắng này thì em mới có cái thương hiệu là trắng như Ngọc Trinh. Riêng đối với kinh nghiệm bản thân của em á, thì sau khi làn da của em đã trắng rồi á thì em cảm thấy là làn da của mình thật sự là có bị mỏng đi. Có bị mỏng đi, nên sau đó là em cũng hơi lo lắng, mà nếu như mà mình cứ tiếp tục mình cứ tắm như vậy hoài á thì nó sẽ bào mòn da mình rất là nguy hiểm. Nên là gần 3 năm nay thì em đã tìm được một cái sản phẩm thực phẩm chức năng rất là tốt mà rất là an toàn là Beautylade. Lúc đầu thì em cũng chưa thấy cái tác dụng của nó, nhưng mà sau khoảng 3 tháng thì em mới bắt đầu cảm nhận được làn da mình nó được cải thiện rất là rõ, và những cái nội tiết tố trong người mình á, giống như là tóc hay móng tay, nó cũng được cải thiện rõ luôn. Quan trọng là cái cách làm trắng nó có phù hợp với bản thân của người đó hay Đúng không. rồi, cái Ví cơ dụ địa, mỗi người dạ có đúng cái cơ rồi địa khác nhau dạ đúng đúng rồi không? nếu như cơ địa của bạn có làn da dày thì bạn có thể tìm tới nơi tắm trắng uy tín. Bạn có thể tắm để tại vì tắm trắng là trắng lên rất là nhanh, trắng lên trong thời gian cực ngắn luôn. Có thể là tắm xong là có thể là Thì trắng lên trắng được, ngay. là trắng ngay được rồi, mà sau một tháng là bạn đã có làn da trắng như bạn muốn rồi. Còn về thực phẩm chức năng thì cái điểm mạnh của nó đó là nó tốt từ bên trong, nhưng mà muốn trắng liền thì không được.